ta biết Trần đại nhân có tâm trạng không tốt sau buổi công đường, nhưng ta vẫn muốn gặp ngài để có đôi điều bàn bạc. Đa tạ sự chiếu cố của nương nương. Thi chức cảm thấy mình bất tài vô dụng, đợi sau khi nghỉ ngơi sẽ đến gặp hoàng thượng để bẩm báo. Chuyện này ai cũng thấy rõ, thừa tướng cậy thế lộng quyền, bẻ công chấp pháp giữa công đường, bình dực thuộc hạ không sợ đàm tiếu. Cũng do thi chức đuối lý cho nên đã không cãi lại được. Qua buổi công đường, Trần đại nhân cũng phần nào hiểu được tình hình trong cung. Thực tế thế lực của thừa tướng trong triều rất mạnh, và ông ta cũng tác oai tác quái, không biết nể trọng ai. Cho nên mẹ con ta sống trong cung luôn thủ phận để tránh hiểm họa sát thân. Lời nương nương dạy thì chức xin ghi. Nhưng đối với thì chức, không có gì khuất phục bằng lý lẽ công minh. Cho dù thế lực đen tối có phủ kín cả bầu trời, nhưng ánh sáng công lý sẽ quét sạch, trả lại cho thế gian này chân lý mặt trời. Ta hiểu, ngài là một vị quan quả cảm, công liêm chánh trực, nhưng lòng người trong cung khó lường, với thủ đoạn đê hèn sẽ làm hại người ngay. Ta cũng không giấu gì ngài, căn bệnh khù khờ của hoàng tử Giản là giả. Ta dùng nó như một cái áo để che chở cho con ta tránh hiểm họa sát thân đó. Thảo nào Trần đại nhân, ta đã gạt ngươi trong lúc tháp tùng cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Vì ta đã hứa với mẫu thân là không tiết lộ chuyện này, vì tránh ta vách mặt trường. Ta hiểu rồi. Chuyện thái tử Anh Minh bị mất tích là lành ít dữ nhiều. Ý của nương nương muốn nói là thái tử Anh Minh có thể nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Đúng vậy. Có một kế hoạch âm mưu tàn độc muốn tiêu diệt các hoàng tử để tranh giành ngôi vị thiên tử. Cho nên hoàng tử Giản buộc lòng phải đi tới bước này để phòng vệ bản thân. Ta chỉ mong có ngày lôi được kẻ giấu mặt ra ánh sáng để hoàng cung được an toàn, thì lúc đó hoàng nhi của ta mới trở lại cuộc sống bình thường. Vậy thì cực thân cho hoàng tử Giản quá. Nhưng theo lời của nương nương nói, thì nương nương đã biết kẻ giấu mặt đang tác oai tác quái trong triều là ai, có phải không? Kẻ đó có phải là thừa tướng không? Không phải chỉ là thừa tướng, mà còn có kẻ cao hơn, kề cận hoàng thượng, xàm tấu những lời không hay để tiêu diệt triều thần, nhằm đạt được ý đồ bá vương. Ý của nương nương là khi đối diện với hoàng hậu, ngài cũng nên cẩn trọng. Ta không thể nói hết cho ngài hiểu, nhưng cũng không nên quá tin tưởng mà chuốc họa vào thân. Trần Trung, chuyện hoàng tử Giản mong ngài giữ kín giùm. Ta biết rồi. Thôi, ta hồi cung đây. Thị Linh. Dạ. Hồi cung. Dạ, dạ mẹ. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.